Vậy lúc này chúng ta xem ở trong hàm cell này chúng ta phải truyền những gì vào. Thì chúng ta thấy đầu tiên chúng ta xem là cái phần của chúng ta. Chúng ta xem cái phần. Ok. Chúng ta lúc này chúng ta đã bỏ qua vì chúng ta sẽ in ra cái giá trị mà chúng ta bỏ vào đây và làm. Chúng ta refresh lại thử. Và chúng ta kéo xuống xem. Thì đây là mảng card của chúng ta. Lúc này chúng ta cần phải lấy ra giá trị gì? Chúng ta cần phải lấy ra cái giá của cuốn sách. Vậy lúc này chúng ta sẽ dựa vào những cái phần này để chúng ta lấy ra. Lúc này chúng ta sẽ vào cái hàm invoice này và chúng ta cũng gọi hàm sale. Chúng ta sẽ tạo như sau. Table invoice detail bằng new shopping. Chúng ta sẽ gọi lên lớp này. Và tiếp đó chúng ta cũng gọi đến hàm sale của chúng ta. Đây là hàm sale item. Đầu tiên chúng ta cũng truyền cái mảng tham số này vào. Cái lần đầu tiên chúng ta làm sẽ là gì? Sẽ là chúng ta lấy ra được những cái giá trị của cuốn sách gồm có giá của nó, có nghĩa là dựa vào những cái ID bằng 10, 13, 18 để chúng ta lấy được giá trị của các cuốn sách. Vậy lúc này chúng ta sẽ sử dụng câu select gần giống như phần list item của chúng ta. Vậy chúng ta nhấn vào phần list item. Chúng ta cũng cần phần này để lấy xuống. Vậy chúng ta copy toàn bộ phần này. Chúng ta đưa vào trong cái hàm của chúng ta. Ok. Lúc này chúng ta sẽ xem ở đây chúng ta không có cần câu truy vấn dài như thế này. Chúng ta